Trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu năm học. Trường có 21 lớp với 730 học sinh, tỷ lệ quy động toàn cấp đạt 98,11%. Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Kết quả có 42,31% học sinh đạt học lực giỏi, học lực khá đạt gần 40%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, học sinh xếp loại hành kiểm đạt loại tốt trên 88%. Tại lễ tổng kết, trường trung học cơ sở Thủ Khoa Quân đã trao thưởng cho học sinh danh dự toàn trường các em học sinh xuất sắc nhất các khối, học sinh đạt giải tại các cuộc thi, học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và khen thưởng các em học sinh nghèo hiếu học trong năm học 2022-2023.